những thói quen phổ biến sau sẽ khiến não bạn lão hóa nhanh hơn bình thường. Thiếu ngủ. Nhiều người, nhất là người trẻ, thường đi chơi, tổ chức tiệc tùng vào ban đêm, có thói quen thức khuya, ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ. Thường xuyên ngủ không đủ giấc sẽ làm gián đoạn quá trình nghỉ ngơi của não, dẫn đến tổn thương. Hút thuốc. Hút thuốc và hít phải nicotine từ khói thuốc có thể gây hại cho các cơ quan trong cơ thể, kể cả não. Nó cũng có khả năng làm suy giảm chức năng nhận thức và tăng nguy cơ mắc các bệnh như mất trí nhớ, đột quỵ. Thường ở nhà một mình. Não bắt đầu phản ứng chậm khi một người dành quá nhiều thời gian ở một mình. Não là một trong những bộ phận cần hoạt động tích cực. Nếu quá trình này chậm lại thì có thể khiến não bị co lại hay quên. Người ở một mình trong một thời gian quá lâu cần giao tiếp xã hội nhiều hơn để giữ cho não hoạt động tối ưu. Bật tai nghe quá to. Trường hợp tai nghe với mức âm lượng quá mức liên tục trong hơn 30 phút không chỉ ảnh hưởng đến khả năng nghe kém mà còn tác động tới các mô não. Điều này là do não phải làm việc nhiều hơn để hiểu những âm thanh được phát ra xung quanh, khiến các mô phải hoạt động quá mức, dẫn tới lão hóa và ảnh hưởng chức năng não bộ.